Bài này sẽ hướng dẫn cho chúng ta nhân bản một đối tượng và xoay xung quanh một đối tượng khác bằng lệnh Array trong Blender. Chúng ta mở Blender lên. Rồi như vậy thì ở đây nè, với điều kiện mà chúng ta muốn xoay cái hình khối chữ nhật này quanh cái hình trụ này, thì chúng ta phải chuyển cái điểm origin của nó là điểm vàng nè, cho nó gắn lên trên cái tâm xoay này ha, cái đối tượng làm tâm xoay. Như vậy thì muốn gắn cái điểm origin này vào cái đối tượng này thì chúng ta đầu tiên chúng ta chuyển cái con trỏ 3D vào cái đối tượng này trước. Các bạn có nhận ra được rằng là hai cái đối tượng này nó không nằm ở ngay tâm của tọa độ ha, không nằm ngay góc tọa độ ha. Chúng ta chọn cái đối tượng làm tâm nè. Đầu tiên chúng ta sẽ cho snap, chúng ta cho con trỏ 3D cursor to selected. Như vậy là con trỏ 3D nó bám đây. Sau đó chúng ta mới chuyển cái điểm origin này vào con trỏ 3D. Chúng ta bấm đây, chúng ta set origin, chúng ta chọn origin to 3D cursor. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là di chuyển con trỏ 3D chỗ nào khác cũng được. Rồi, bắt đầu chúng ta áp cái modifier lệnh array. Thì bây giờ chúng ta mới xem lại cái đối tượng của chúng ta nó đã có được apply chưa. Hiện tại bây giờ cái này chưa apply nè. Scale của nó chưa là 1 nè. Sau khi các bạn apply thì cái scale này là 1 ha. Chúng ta vào đây, chúng ta bấm cái apply và chúng ta cho nó là apply scale. Rồi, bây giờ các bạn chọn cái này, chúng bạn chọn cái modifier, chúng ta bấm vào cái add modifier, chúng ta bấm cái array. Rồi chúng ta tăng lên là 12, tôi lấy ví dụ như vậy 12. Rồi chúng ta bỏ cái relay offset đi, chúng ta bấm vô object offset, chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm cái này, chúng ta click lên trên cái đối tượng này ha, cái chúng ta rê lên nó xuất hiện nè. Ví dụ rê đây nè, rê đây ha, xuất hiện nè. Rồi chúng ta click lên. Rồi bây giờ để mà chúng ta xả nó ra đó, hiện tại nó đang trồng 12 cái ngay chỗ này nè. Chúng ta xả nó ra thì chúng ta xoay cái trục này. Ví dụ chúng ta xoay nè ha. Chúng ta xoay nó như vậy thì nếu là 12 thì chúng ta xoay cho nó là 30 độ là nó đều ha. Rồi trường hợp này nè, nếu mà các bạn tăng lên, tôi tăng lên cái này với là 24, tôi tăng lên là 24 ha. Như vậy là chúng ta ở một chỗ này chúng ta chập hai cái lại với nhau nè. Rồi lúc này thì các bạn di chuyển cái này lên thì chúng ta sẽ thấy nó xả lên, nó xả ra ha, xả ra như thế này theo hình cầu vồng. Rồi bây giờ chúng ta muốn cho nó xích lại, chúng ta có thể xoay cái này cho nó khích lại. Ví dụ đây chúng ta bấm vào đây cho nó khích lại hay nó tụ lại, nó thành cái bậc thang đó. Rồi từ đó bạn có thể cho thêm nữa, cho thêm cái số lượng, tăng số lượng lên ha, chúng ta có cái bậc thang. Rồi đây là cách mà chúng ta array một đối tượng quanh một đối tượng khác trong Blender.